chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn gia đình là tế bào của xã hội là yếu tố quyết định sự bền vững về văn hóa, tư tưởng, đạo đức của mỗi quốc gia việt nam ta còn có truyền thống quý báu đó là rất coi trọng tình thâm quyết thống cho nên bao giờ gia đình cũng luôn quan trọng đối với mỗi người nhân ngày gia đình việt nam chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả câu chuyện truyền thanh tình thâm cao cả của tác giả lê ngọc diễm với ý muốn truyền đi thông điệp yêu thương mà mỗi người chúng ta cần phải trân trọng gìn giữ bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên tường duy trong giai tần. Ngọc Loan trong dây Thảo, em của Tân. Hồ Trải trong gia Ông Cư, cha của Tân. Kim Liên trong giai Cô Tư. Quốc sĩ đọc lời dẫn. Biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Nhận được kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Tân vừa mừng vừa lo bởi gia cảnh của mình quá khó khăn nên lưỡng lự việc thi vào đại học. Thảo, em gái Tân, năm tới cũng lên lớp 11. Thảo biết trăn trở của anh mình, nhưng ông cư, cha của Tân, thì kiên quyết không cho đứa con nào nghỉ học. Nhưng lúc cha vắng nhà, hai anh em tâm tình với nhau. Thảo, anh định không có đi học đại học. Có bằng cấp 3, coi như có kiến thức căn bản rồi. Anh xin làm công dân để phụ ba lo cho em học tiếp nghe Thảo. Anh là con trai nên phải có học vấn cao. Để sau này á còn lo cho gia đình anh nữa chứ. Em thì học tới đâu hay tới đó. Nguyện vọng của em là ở nhà để lo cho ba. Năm nay sức khỏe ba cũng yếu rồi em thấy vậy là hợp lý nhất á anh á lại nghĩ khác em á phải đi học tiếp anh vừa đi làm á vừa lo cho ba được nhà mình gần khu công nghiệp á nên rất tiện cho anh em không được bỏ học nghe lời anh đi không được ba mà nghe anh nói vậy á thì ba buồn lắm á bao nhiêu năm nay ba lo cho hai anh em ăn học mà quên đi sức khỏe của mình ba tiện tặng tường đồng tranh thủ thời gian làm mọi việc để kiếm thêm tiền sợ thiếu thốn á, rồi các con không tập trung học được. Từ ngày má mất đến vợ á, ba vừa làm cha, vừa làm mẹ. Ba đi phụ hồ ban ngày á, ban đêm á còn làm thêm 4 tiếng với công việc bảo vệ nữa. Sức già đâu thể kéo dài thời gian lao động như vậy được em. Em biết chứ, vì vậy á mà em càng thương ba. Em muốn ở nhà phụ ba lo cho anh, khi anh ra trường á, anh có thể lo cho ba được rồi, hợp lý quá phải không? Anh lớn, anh quyết định á, em phải nghe theo chứ. Hai anh em cãi qua cãi lại á thì biết chừng nào mới xong. Mà chuyện này á nói với bà chắc chắn là bị rầy đó. Thôi thì á em có cách này công bằng nhất. Em sẽ nắm một viên sỏi trong tay. Nếu anh bắt sai á thì anh ở nhà cho em đi học. Còn nếu anh bắt đúng á thì anh phải đi học, chịu không? Cũng được, nhưng em xòe tay ra để anh kiểm tra cái đã. Không được ăn gian đó, phải công bằng nghe. Đây, hai bàn tay không. Anh nhắm mắt để em nắm tay lại. Em đếm một hai ba mới mở mắt ra nhen xong chưa một hai ba bắt đi tay này khoan 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 tay này nè dứt khoát đi sang qua sang lại hoài vậy em mở tay ra nè à anh hai hay quá chừng chúc mừng anh hai nhen. rồi tân cũng vào đại học sau một tháng hè của năm thứ nhất tân trở lên thành phố để vào năm thứ hai đại học cũng là năm cuối cấp của thảo nhưng chẳng may ông cư ngã bệnh nên thảo phải nghỉ học thảo giấu biệt chuyện này để cho tân yên tâm học hành cô tư ên là người hàng xóm tốt bụng thương cho hoàn cảnh của ông cư nên luôn giúp đỡ cha con họ từ lâu nay thảo ơi con đâu rồi thảo dạ con đây cô tư cô đi chợ mới về hả ừ ba con bữa nay sao rồi có mấy người họ mướn phát cỏ giường mà cô không biết ảnh à, có làm nổi chưa đây Dạ, ba con khỏe nhiều rồi. Nhưng chắc phải nghỉ một vài bữa nữa cô Tư ơi. Mới hết bệnh mà đi làm sớm. Con sợ ba con bệnh lại thì không có hay. Cô đừng nói cho ba con biết á là có người mướn phát cỏ nha cô Tư. Nè, cô mua cho cha con bay á, mớ cả với vài con cá. Con nấu cho ba con ăn đi. Cô Tư cứ cho hoài, con ngại quá à. Không biết làm sao mà trả hết cái ơn này nữa. Ôi, ơn nghĩa gì mà bay trả bay ơi. Hồi má con còn sống á, cho tới bây giờ á, Hai gia đình đã coi nhau như họ hàng thân thuộc. Đừng có nói ơn nghĩa nghe xa lạ lắm con. Mà thằng Tân đi rồi hả Thảo? Dạ, anh hai đi trước khi ba con bệnh. Mấy nay á, con không có cho ảnh hay, sợ ảnh lo đó cô. Đúng đó, thấy thương thằng nhỏ quá chừng. Hè về nhà có nghỉ ngơi được ngày nào đâu. Ba con đi phụ hồ, đi phát cỏ, nó cũng đi theo làm miết. Con nhà nghèo lại hiếu học, nên ai cũng thương hết á. Mà nè, Hồi trước nó nói với cô là không có thi đại học. Nó nhường cho con học tới nơi tới chốn để sau này có chồng, không bị người ta coi thường ăn hiếp. Nhưng rồi sao nó chịu đi học vậy Thảo? Con có chiêu nên ảnh không có từ chối được. Với lại á, con hứa ở nhà con cũng học tiếp. Ảnh về á, biết con bỏ học á, chắc là ảnh buồn lắm. Nhưng á, một mình ba con làm sao nuôi được hai đứa đi học đại học trong khi á, sức khỏe xa sút như thế này hả cô Tư? Tùy theo hoàn cảnh thôi con như con vậy đó nghỉ học qua rồi vô công ty làm ban đầu lương ít từ từ tăng lên có thời gian lo cho ba con nữa cũng tiện mà ba bay nói với cô á hai đứa cứ nhường qua nhường lại không chịu học tiếp ổng buồn lắm đó năm thứ hai trở lên chi phí học hành của anh hai con tăng dần con giái trời á cho ba con khỏe lương của con á đủ lo cho anh hai ba con làm nhiêu á thì xoay sở trong nhà con tính vậy cũng được Thôi xuống bếp lo cơm nước đi Cô về à Thấm thoát đã 4 năm trôi qua Ngày tân tốt nghiệp đại học về quê Là niềm vui lớn nhất của ông cư Bữa cơm mừng con ra trường đơn sơ Cây nhà lá giường Mà ấm áp vô cùng Cô tư anh qua phụ nấu nướng từ sớm Nên Thảo có thời gian chăm chút bình hoa Trên bàn thờ mẹ Má ơi, Bữa nay á, tuy không phải là ngày dỗ má Nhưng con trang trí bàn thờ thiệt là đẹp Để đón má về, mừng anh hai tốt nghiệp ra trường Má phải phù hộ cho bà khỏe hoài để sống với anh em con nghe má Sao con không phụ cô Tư á, mà đứng đây làm thậm gì vậy Thảo Dạ, con với cô Tư làm xong hết rồi ba Chỉ chờ anh hai đi mời chú Thím Út nữa là dọn lên cúng má Rồi cả nhà nhập tiệc luôn Phải ông bà nội con còn sống á, chắc mực vui lắm Thời trước á, nhà nội nghèo, con cái chỉ biết đọc biết viết thôi. Làm lụng vất vả, lo cái ăn còn chưa đủ. Thì làm sao lo cho con học hành tới nơi tới chốn được. Dạ, thứ ba con mới về. Ừ, chú Thiếm Út đâu còn? Dạ, Thiếm Út đợi chú lên xã có một chút việc. Khi chú về rồi cùng qua luôn đó ba. Xong hết rồi nghe anh. Hai cô cháu tôi trổ tài nấu nướng. Ngon dở gì cũng phải khen mới được à. Chứ chê là mai mốt quá tôi không có phụ nấu đâu Mấy năm trời ăn cơm sinh viên Ăn mì gói Con thèm cơm nhà vô cùng đó cô Tư ơi Cao lương mỹ vị mà thiếu tình cảm Cũng đâu có ngon đâu Vì vậy mà bữa nay lá rau con cá Cũng thành nem lân chả phượng luôn đó cô Tư Chà Người có kiến thức nói năng thiệt là hay ha Cô Tư mừng Khi con trở về cái xóm nghèo này Mà còn nói được những câu tình nghĩa như vậy Bữa đó cô Tư thấy Con vừa về tới liền chạy đến ôm cha, trong khi quần áo ổng lắm lem bùn đất, cô muốn khóc luôn vậy đó Tân. Con Thảo á, nó cho hay thằng Tân về, tôi bỏ xô hồ lại, nhờ anh bạn tiếp, chạy về liền, mừng quá cô Tư ơi. Không có bộ đồ lắm lem của ba, thì làm sao con có tấm bạc đại học này cô Tư, từ nay á, con cố gắng làm hết mình, để ba đỡ vất vả hơn. Dạ con xin phép á, đến thấp cho má con nén nhang, đón má con về vui với ba và anh em con nữa chứ. Mấy đứa con cô cũng vậy đó, không chê nhà cha mẹ thiếu tiện nghi, không chê đường về cách trở, cứ tranh thủ được nghỉ là về nhà liền hà. Con thấy gia đình cô Tư mà ngưỡng mộ, anh chị ai cũng hiếu thảo hết, tới thằng tí nhỏ xíu cũng lễ nghĩa vô cùng á. Cha mẹ nó cũng bắt chước ông bà nó, dạy con nề nếp, nhường nhịn thuận hòa. Nó quen từ nhỏ, nên đứa nào cũng ngoan hết con ơi. Con may mắn lúc đi học, á ở cùng ký túc xá với mấy bạn học hành nghiêm túc, sinh hoạt lành mạnh lúc có thời gian rảnh thì ngồi lại kể chuyện gia đình chuyện làng xóm cho nhau nghe vì vậy mà tụi con tránh xa tệ nạn hoàn thành chương trình đại học với kết quả tốt đó cô tư lúc thằng tân đi học tôi không lo nó khi rớt hay thua súc bạn bè chỉ sợ con hư cô tư à bây giờ nhiều nỗi lo lắm cha mẹ có điều kiện mà con cái không biết nghĩ cứ ý lại ham chơi bời thì khổ lắm như vậy là vô phúc đó cô tư biết không cũng có nhiều bạn không hư lúc đang học nhưng khi ra trường á các bạn kiếm được tiền là bắt đầu hưởng thụ quan phí đó con thảo nói đúng đó trường hợp con ông ba ngộ ở bên sông đó giờ bỏ xứ đi luôn rồi mà nè tự nhiên tôi nhớ chuyện này tôi hỏi thiệt anh nghe anh có biết vì sao thằng tân ngoan ngoãn đi học mà không dằn coi với con thảo không ừ, hồi đó tôi có nói với cô cái vụ hai đứa cứ nhường nhau hoài nhưng mà con thảo hứa học tiếp không bỏ nửa chừng nên thằng Tân á mới đồng ý đi thi vậy thôi còn một bí mật nữa hôm nay tôi bật mí cho anh biết nè cô Tư cô Tư đã nói là bí mật á thì cô bật mí làm gì ơi chắc chú Thiêm út gần qua tới rồi để con xuống bếp chuẩn bị từ từ Tân à bây bị con Thảo lừa mà không có biết con có nhớ lúc nó bài trò nắm tay giấu viên sỏi không dạ nhớ con đã hứa với nó thì phải giữ lời không thôi á, nó cự con á Thật ra lúc đó tay nào của nó cũng có viên sỏi hết trơn á Nó cố ý nhường con đi học Để con không có thấy ái nái đó chứ Thật hả cô Tư? Mà sao cô Tư biết? Sau khi con học năm thứ hai Ba con bệnh Cô qua lại phụ nó lo chuyện nhà Cô hỏi nó làm sao thuyết phục được con Nó mới khai thiệt ra đó chứ Ủa? Có chuyện này nữa hả cô Tư? Trời ơi! Lúc đó con nhỏ mới 15-16 tuổi mà biết nghĩ ra cách để cho anh nó được đi học đại học. Ta ơi, 4 năm còn ở Sài Gòn, con Thảo hết lòng hết sức lo cho ba đó con. Con biết ơn cả nhà, biết ơn em Thảo, biết ơn cô Tư, nhất là em con đã hy sinh cho con quá nhiều. Má ơi, má có nghe gì không má? Chỉ có tình thăm máu mũ mới hy sinh cho nhau vô điều kiện như vậy đó con. Đây mới thật là thứ quý giá nhất trên đời, mà tiền bạc không có thể nào mua được. Nhà mình nghèo, nhưng được cái tình như cô Tư mới nói đó Dẫu có cực khổ hơn nữa Tôi vẫn thấy vui cô Tư à Xong hết rồi đây Con dọn lên luôn nha ba Thảo bao nhiêu năm nay á, em tốt với anh Hy sinh cho anh đến vậy Mà anh không có hề hay biết Anh cảm ơn em nhiều lắm Thảo ơi Đổ, đổ hết đồ ăn bây giờ Anh hai á tự nhiên lên giọng mùi mẫn như vô giọng cổ vậy Anh tính xuống họ hay xuống xề đây Thôi bỏ đi anh Phụ em dọn thức ăn lên nè Cô nói cho nó nghe Chuyện con nắm hai viên sỏi ở hai tay để lừa cho nó đi học đại học rồi Thảo ơi. Chàng ơi, chuyện vui thôi bà. Vậy mà anh cứ nghĩ, mình vô tình chọn ngay tay có cầm viên sỏi thôi. Nè, lúc đó còn nhỏ mà sao thông minh dữ vậy cô em? Em nghĩ đơn giản làm như vậy là đúng và nên làm. Anh thấy đó, giờ đây em có mất mát gì đâu, có thiệt thòi gì đâu nè. Em có việc làm ổn định, được ở gần ba, lo cho anh hai đi học. Nói thiệt, còn mơ ước gì cao hơn nữa chứ. Chưa bao giờ bà thấy vui, thỏa mãn như bữa nay đó. Gia đình mình như vậy á, là đủ đầy hạnh phúc rồi đó các con. Chỉ có người thân mới gánh vác cái khó, cái khổ, nhường cả tương lai sự nghiệp cho nhau. Bởi những điều ba dạy tụi con á, vô vàng ý nghĩa, đúng là tình thâm cao cả vô cùng. Thảo ơi, em mãi mãi là người ơn của anh đó. Bữa nay á, sao anh hai của em khách sáo dữ vậy ta? Mình là gia đình mà anh. Kìa, chú thím Út đã tới rồi kìa. Anh hai, anh ra đón chú thím út đi hai đứa nghe bà nói nè ngày vui hôm nay á à, cô tư có công lớn lắm đó chút nữa à, tôi phải kính cô một ly mới được rồi nha và cô không có được từ chối đó nha thôi giờ mời cả nhà mời cả nhà quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh tình thâm cao cả của tác giả lê ngọc diễm chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long đến đây tạm dừng Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện xin nói lời chia tay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.